Ok, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn PS. Và trong ngày hôm nay thì tôi sẽ review cho các bạn một dự án mới mà tôi tin chắc rằng các bạn đã chờ đợi tôi trong suốt một thời gian dài vừa qua. Thì tôi cũng muốn để làm sao đó để mình có một cái thời gian để mình review xem cái dự án này thực sự có kiếm được tiền hay không, có bằng chứng rút được tiền, và nó xứng đáng để các bạn có dành cái thời gian của mình vào trong đó. Thì sau một thời gian dài tôi bắt đầu với nó, tôi đã khoảng 1 tháng các bạn, thì tôi cũng đã có được những cái bằng chứng thu nhập về. Tôi cũng thường xuyên đăng lên trên group để review cho các bạn thấy được cái bằng chứng. Thì cũng có những ngày mà kiếm được khoảng 50, 56, 62 đô, hay cũng có những ngày mà tôi đã bắt đầu tôi kiếm được cái đỉnh điểm tới một ngày là 151 đô các bạn. Thì trong cái video này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách để làm sao đó chúng ta bắt đầu với một cái dự án mới này như thế nào, và làm sao chúng ta kiếm được tiền được với nó, cũng như là tôi sẽ demo dẫn chứng cho các bạn thấy được rằng tôi sẽ rút được tiền về thành công. Ok, rồi thì bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Các bạn có thể đăng ký cái đường link cái tài khoản này ở phía bên dưới video, tôi có để lại phía bên dưới. Đó là cái đường link affiliate của tôi, thì các bạn đăng ký thì sẽ được nhận cái sự hỗ trợ cũng như là ủng hộ thêm những cái sự nỗ lực của tôi trong thời gian vừa qua. Ok, thì cái trong cái dự án này cũng rất là tuyệt vời để tôi review cho các bạn nhé. Đây đây là cái bằng chứng thu nhập của tôi đang về mỗi ngày. Ngày hôm nay thì có thể là đây là cái ngày đầu năm nên đa số anh em cũng khá là bận rộn nên chưa có cái thời gian để kiếm được tiền. Nên ngày hôm nay thì tôi mới kiếm khoảng 36 đô thôi các bạn. 36 đô. Đó, có những ngày kiếm 100 đô nhưng cũng có ngày thì thấp hơn. Đấy. Dĩ nhiên rồi thì cũng có ngày này ngày kia. Tuy nhiên rằng nếu mà tính trung bình ra tới điểm hiện tại thì tôi đang kiếm được khoảng từ 2.000 đô thu nhập một tháng cho cái dự án này. Cũng khá là ok đúng không các bạn? 2.000 đô, 2.000 đô. Bây giờ tôi sẽ thử nhá. Làm một cái bài toán ở trên Google, nó có một cái trình tính ở đây 2.000 đô. Tôi chuyển qua Việt Nam đồng thì nó sẽ tương đương khoảng 46 triệu thu nhập một tháng trên một cái dự án, khá là ok, khá là ngon đúng không các bạn? Rồi, thì để tôi cho các bạn xem đây này. Tôi sẽ vào cái phần là withdraw đây. Withdraw đây có nghĩa là cái phần là thanh toán nha các bạn, phần thanh toán, phần rút được tiền đó. Ok, thì tôi sẽ vào cái phần là withdraw, sau đó tôi vào phần là phân details. Cho các bạn nhìn thấy này, đây là cái bằng chứng cái lịch sử mà tôi đã từng rút được tiền về trong dự án này, và cái sàn mà tôi rút về đó là sàn Remitano nha các bạn. Đây, cái lần đầu tiên đó, thì tôi rút đó là vào tôi rút được khoảng 59 đô. Sau đó, lần thứ hai thì tôi rút về là 457 đô. Ok, bây giờ tôi vào cái sàn là Remitano cho các bạn xem này. Tôi sẽ vào cái phần ví nhá. Phần ví đây. Thì cái đồng ở đây á, nó rút về là USDT, nó sẽ tương đương với cái giá trị là USD các bạn, USD tiền tiền đô la. Ok, thì ở đây này, tôi sẽ vào cái phần là đây USDT nhé, và phần lịch sử giao dịch ở đây là cho các bạn coi này. Thì tôi có hai cái giao dịch, một giao dịch là 59 đô và một giao dịch rút về là 457 đô. Ok, nó trùng với ở đây 59 đô và 457 đô đúng không các bạn? Rồi, thì trong cái video này á, thì đâu đó thì tôi làm cái dự án này đâu đó khoảng được 1 tháng, nếu tôi nhớ không nhầm là như vậy. Các bạn có thể lên trên cái kênh YouTube của tôi ở đây, Sơn PS này, đâu đó cách đây khoảng 1 tháng ấy, thì tôi bắt đầu tôi review với cái dự án này, nhưng mà tôi cũng chưa có chia sẻ mạnh nên nó có khả năng cao là các bạn vẫn chưa biết về cái hình thức này đúng không nào. Đây, hôm đó tôi giới thiệu trong cái video này giveaway 1 triệu đồng đây nhá, tôi mở cho các bạn coi này. Ở đây đây đúng cái phần này luôn. Thì cách đây khoảng 1 tháng, tức là vào ngày 6 tây tháng 12, ngày hôm nay là ngày 2 tây tháng 2 tây tháng 1, chưa được 1 tháng nha các bạn. Thì cái thời điểm lúc đó tôi đây mở rộng cho các bạn coi này. Lúc đó tôi đang có 536 đô, 536 đô. Còn cái ngày hôm nay thì chưa đầy 1 tháng nha các bạn, chưa đầy 1 tháng. Thì tới điểm hiện tại thì tôi đang có 1.894 đô tổng rồi. Tổng thu nhập mà tôi kiếm ra được. Rồi. Ok, thì cái phần này nó sẽ rút được tiền về như thế nào đây? Mình sẽ vào cái phần là withdraw đây. Withdraw thì tôi còn khoảng 1.357 đô tôi chưa rút về. Đấy, thì trong video này thì tôi sẽ làm cái video hướng dẫn rút về từ Snappex về cái sàn tài khoản Remitano như thế nào cho các bạn thấy. Ok. Rồi. Nhưng mà trước khi mà tôi rút về, tôi sẽ giới thiệu sơ nét cho các bạn biết là cái Snappex là cái gì và cái cách mà chúng ta có thể kiếm được tiền với nó như thế nào. Ok, các bạn có quan tâm thực sự không nào?
Rồi các bạn đừng quên ủng hộ tôi một nút like và đăng ký kênh YouTube để nhận được những video mới nhất trong thời gian tới nhé. Trong năm 2020 này thì tôi chắc chắn sẽ review thêm rất là nhiều những cái dự án kiếm được tiền và tạo được cái thu nhập cho các bạn. Làm sao đó các bạn vừa có được thu nhập từ Internet trên online và các bạn vẫn có cái thời gian nhàn rỗi đi chơi du lịch, dành cho thời gian cho gia đình, vợ con, hoặc là thậm chí mình có thể thoát khỏi cái công việc cũ trước đây của mình mà mình đang cảm thấy chán nản. Đó, ok. Đấy thì đó là một vài những cái chia sẻ của tôi. À bây giờ quay lại này, cái sàn Snappex này đó là cái gì? Đó, Snappex ở đây đó là một cái sàn giao dịch. Dĩ nhiên là tôi sẽ không có hướng dẫn các bạn giao dịch ở đây, đúng không nào các bạn? Tôi hướng dẫn các bạn giao dịch, tôi không có bảo các bạn cần phải trở thành một nhà đầu tư, một trader. Mà ở đây tôi đang là một người làm affiliate, và trên kênh YouTube ở đây thì tôi đang hướng dẫn cho các bạn về những hình thức kiếm tiền trên online dựa vào hình thức affiliate marketing. Ok, thì trong cái thằng này này nó có một cái phần đó là bạn có thể đăng ký trở thành affiliate của họ. Rồi cụ thể nó sẽ như sau. Giả sử bây giờ bạn nó sẽ có 5 level làm affiliate. Level đầu tiên á, khi mà bạn giới thiệu được một người á, thì các bạn sẽ được cái mức hoa hồng là 20%. Đây là gọi là hai hoa hồng trực tiếp, nó sẽ có hai tầng cho các bạn, trực tiếp là 20% và hoa hồng tầng số 2 là các bạn sẽ được 2% từ cái người phía bên dưới của bạn. Tiếp tục như vậy, ở level 2 các bạn giới thiệu được 10 người thì các bạn sẽ được 25 và 4%. Ok. Đây. Thì nếu mà tầng cao nhất đó là bạn level 5, cấp độ cao nhất bạn giới thiệu là 150 người thì các bạn sẽ được đó là hoa hồng trực tiếp là 38% và hoa hồng tầng thứ hai là 10%. Ok, thì các bạn hãy nỗ lực làm sao phấn đấu ở đây này, nó có cái đường link này, đó là cái đường link tiếp thị liên kết của các bạn nhé. Các bạn bấm vào phần copy đây, bấm vào phần copy đây, sau đó thì các bạn đi giới thiệu cho những cái người bạn của các bạn hoặc là những cái nhà đầu tư họ có khả năng giao dịch về coin, về tiền điện tử á, thì các bạn giới thiệu cho họ về cái sàn này. Cái sàn này rất là tuyệt vời bởi vì nó là một cái sàn mà các bạn có thể là đánh margin rất là cao, có thể là lên tới 100 lần. Các bạn đánh margin có thể lên đến 100 lần, tức là các bạn chỉ cần có một đồng thôi, cần có một đồng thôi, nhưng các bạn có thể đánh lên một trăm đồng. Giả sử bây giờ các bạn có 10 triệu thì các bạn có thể đánh lên được là một tỷ đấy, được 1 tỷ đấy. Đó, đó là đòn bẩy tài chính nhá. Nhưng dĩ nhiên là đây thì tôi không có hướng dẫn cho các bạn về cái giao dịch đầu tư nên tôi không có nói sâu về cái này, nhưng đó là cái lợi điểm của nó. Thì các bạn khi mà các bạn đã giới thiệu những cái người khác giao dịch đầu tư thì các bạn có thể hướng dẫn họ về cái này. Đó, ok. Thì cứ mỗi bạn sẽ có một cái đường link tiếp thị liên kết này, các bạn nhớ copy đây. Sau đó thì tốt nhất là các bạn nên đi rút gọn cái đường link này về. Đó, tốt nhất đi rút gọn, ví dụ giả sử đi tôi hay sử dụng là bit.ly để tôi sẽ rút gọn cái đường link về. Rồi khi mà tôi sẽ tạo cái đường link này, bấm vào phần clear, sau đó tôi dán cái đường link vừa nãy tôi copy về nhá. Đó, xong rồi tôi clear đây thì nó sẽ ra một cái đường link. Đây là đường link tôi đã từng tạo ra trước đó rồi, để mục đích cho nó ngắn gọn lại không thì nó sẽ còn như vậy thôi. Bit.ly gạch chéo DK sàn Snappex, đó thì nó sẽ dễ dàng và đơn giản hơn. Các bạn hình dung chưa nào? Nên các bạn phải rút gọn cái đường link về nhá. Rồi thì cái này chúng ta kiếm tiền như nào? Giả sử đi bây giờ các bạn giới thiệu cho bạn của các bạn đi thì các bạn có được tiền không? Ồ, câu hỏi rất là hay, đúng không nào? Tất nhiên là nếu như cái người đó phải phát sinh giao dịch ở trên cái tài khoản này thì các bạn mới nhận được tiền. Còn nếu như các bạn cái người bạn giới thiệu họ chỉ đăng ký thôi mà họ không có giao dịch gì hết thì bạn sẽ được là cái phần đó là phần cấp độ này. Bạn sẽ tăng được cái số lượng người giới thiệu lên. Đó thì khi mà cái số lượng người giới thiệu lên đây ở đây thì các bạn sẽ tăng được cái phần trăm hoa hồng mà các bạn kiếm được về sau này. Nếu như giả sử đi trong cái tài khoản của tôi ấy, thực sự chia sẻ với các bạn này, có 150 người mà tôi đã giới thiệu về đây, nhưng thực chất ra tôi chỉ có khoảng là 4 nhà đầu tư thôi, và cái 4 nhà đầu tư này họ cứ xoay vòng, họ cứ giao dịch liên tục ở đây. Đây 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 là cái số cú điện thoại của họ nhé, họ cứ xoay vòng và giao dịch ở đây, nên cứ mỗi một khi mà họ giao dịch như vậy thì tôi sẽ được ăn phần trăm phí hoa hồng từ mỗi một lần giao dịch từ họ. Không biết rằng họ có lãi hay có lỗ hay không thì tôi không biết cái điều này, chắc là họ phải có lãi rồi nên họ mới giao dịch nhiều như vậy và đều đặn trong suốt của một tháng như vậy. Thì cứ như vậy thì tôi sẽ được cái tiền hoa hồng trực tiếp. Ok, rất tuyệt vời, đúng không nào các bạn? Rồi thì các bạn sẽ làm cái này như thế nào? Đầu tiên này, bước số 1 này, các bạn cần phải đăng ký cái tài khoản này. Đó, đường link mô tả, đường link thì tôi có để lại phía bên dưới mô tả của video này. Các bạn đăng ký phía bên dưới video thì thứ nhất là ủng hộ tôi, và thứ hai là khi mà các bạn đăng ký ở dưới đường link thì sau này thì tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn về cái cách làm cũng như là sẽ kèm cho các bạn thêm những dự án khác nữa. Ok, thì chúng ta cùng ủng hộ nhau, đúng không nào? Rồi cái đầu tiên là bạn đăng ký một tài khoản. Bước số 2, khi mà bạn đăng ký tài khoản xong rồi ấy, thì các bạn
vào trong cái phần là mục invite đây này, mục invite. Các bạn sẽ copy cái đường link tiếp thị liên kết của các bạn nhá. Sau đó bước số 3, các bạn vào bit.ly, các bạn rút gọn cái đường link đi cho nó ngắn gọn nhá. Rút gọn đi cho nó ngắn gọn, chứ nếu như các bạn để dài như vậy thì nó sẽ không ok rồi. Ok, rồi cái bước số 4 thì tôi mới nói cho các bạn biết rằng các bạn sẽ tìm cái người mà các bạn đi giới thiệu đâu tặng làm như thế nào để các bạn được có được tiền, thì nó sẽ có hai dạng người các bạn giới thiệu. Cái dạng số 1 đó là các bạn cứ giới thiệu, có thể người này trade hay không trade, giao dịch không không giao dịch, không quan trọng ở đó. Ok, cái người đó giao dịch hay không giao dịch thì cũng không quan trọng, mà các bạn sẽ được là tăng cái phần trăm phí hoa hồng lên, được chưa? Thì cái người này không giao dịch nhưng bạn sẽ được tăng cái phí hoa hồng lên. Còn cái tuýp người số 2 á, là cái tuýp người này đó là người giao dịch, cái người đầu tư họ giao dịch, các bạn sẽ ăn được phần trăm phí. Như tôi đã chia sẻ với các bạn đó, trong 150 người này thì tôi chỉ khoảng 4 người 5 người là họ giao dịch thôi, còn lại 140 mấy người thì họ không giao dịch. Ok chưa nào? Thì để bây giờ kiếm được tiền đây thì chúng ta sẽ làm cách nào tìm những cái người giao dịch đó ở đâu, thì các bạn có thể vào trong những group á, những cái group về coin đúng không nào, về những group về coin, về đầu tư tiền điện tử, về kiếm tiền mà MO đó, các bạn nó tham gia trong group đó, xong các bạn đăng những cái bài post, bạn chia sẻ về đầu tư, các bạn kết bạn với những người về nhà đầu tư, xong đó các bạn chia sẻ về những thông tin về 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 đầu tư, về 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 trade đó, thì các bạn sẽ hút được những cái người mà họ đang quan tâm về đầu tư tiền điện tử về phía bên các bạn đó. Với tư duy á, lúc nào các bạn cũng phải trao chị, các bạn phải giúp đỡ được cho họ làm được điều gì đó. Giả sử đi bây giờ một tháng bạn tìm được khoảng 10 người đi, thì cái thu nhập của bạn cũng rất là khủng rồi. Ở trong cái tài khoản của tôi thì tôi mới giới thiệu được khoảng 5 người nhà đầu tư thực sự thôi, thì họ đã giúp được tôi kiếm được khoảng hơn 1.000 đô một tháng, gần 2.000 đô rồi các bạn. Thì nhưng mà tôi tin chắc rằng cái số lượng người tôi sẽ tìm được nó sẽ càng ngày càng lớn lên, càng ngày càng to hơn nữa, thì tôi tin rằng cái số tiền này nó sẽ còn kinh khủng, thậm chí có một ngày nào đó cũng thể là kiếm được khoảng vài nghìn đô các bạn. Đây, mặc dù cái tài khoản của tôi là một tài khoản cũng mới tạo thôi, mà tôi cũng đã từng kiếm được khoảng 151 đô một ngày rồi các bạn thấy tuyệt vời không nào? 151 đô một ngày là tương đương khoảng là 3 triệu rồi. Ok, đó là một con số thu nhập khá là ổn đúng không nào? Đấy, rồi thì các bạn đầu tiên các bạn cứ đăng ký tài khoản này trước đi. Đó, cái đường link tôi để lại phía bên dưới mô tả, sau đó bạn nó copy cái đường link tiếp thị kết quả của bạn nhé. Các bạn nó chia sẻ cho những ai mà họ đang quan tâm về đầu tư, về giao dịch tiền điện tử, nhờ họ đăng ký và ủng hộ cái mã link của các bạn đó, thì khi mà họ giao dịch dù ít dù nhiều các bạn cũng sẽ có cái tiền hoa hồng. Ok, thì đó là cái chia sẻ của tôi rồi. Thì bây giờ nhá, bây giờ tôi sẽ làm luôn cái phần đó, là phần rút được tiền về như thế nào. Cái phần đây tôi sẽ vào cái phần là withdraw này, withdraw đây. Thì bây giờ các bạn cần phải có một cái ví để các bạn nhận được tiền về. Thì cái ví đó thì mặc định là tôi thường là tôi rút về cái tiền đó là tiền ở trên Remitano. Đây, tôi sẽ lựa chọn cái ví của tôi, đó là phần Bitcoin. Tôi sẽ copy cái ví này về, đó, copy này. Rồi sau đó thì tôi dán vào đây. Thì tôi đã từng dán đây trước rồi, đây. Nó giống nhau, các bạn dán giống nhau. Rồi. Thì bây giờ là cái min rút á, min rút của cái tài khoản này là 50 đô. Min rút là 50 đô. Và cái maximum của nó một ngày, một lần rút, maximum một lần rút là 20.000 đô nha các bạn. Và một ngày các bạn sẽ được rút 3 lần. À, nên các bạn thoải mái. Đâu đó một ngày các bạn được rút 60.000 đô cơ. Nên các bạn cứ thoải mái nhé. Thì đâu đó tôi khoảng 1-2.000 đô thì tôi mới rút, chứ nếu mà ít quá thì tôi cũng không rút làm gì. Bởi vì cái phí của nó đâu đó khoảng 10 đô một lần rút rồi. Ok. Thì khi mà các bạn đã chọn withdraw đây, giả sử thì tôi muốn rút hết tất cả số tiền đó về tài khoản của tôi, thì sau đó là xong rồi các bạn, xong rồi đó. Ok, thì bây giờ tôi sẽ chọn là phần SMS code này. Nó sẽ gửi cho tôi một cái mã OTP qua cái số điện thoại của tôi. Sau đó tôi nhập cái SMS code này vào và tôi chọn vào nút confirm, thì ngay lập tức cái tiền đó nó sẽ được chuyển là 1.300 đô này này, sẽ chuyển từ đó về trong cái tài khoản là Remitano của tôi nha các bạn. Ok. Đó thì rất đơn giản thôi. Rồi tôi nhận được cái mã rồi, là 758209. Ok. Tôi bấm nút confirm, sau đó là ok xác thực. Rồi, thì tất cả các thanh toán của tôi đã thành công rồi này. Thành công rồi này. Thì bây giờ nó sẽ qua nhảy qua cái giao diện là wallet, là cái ví của tôi. Đó. Thì đây nó là đang kiểu như là đang đang đồng bộ và đang chờ xử lý các bạn, đang chờ xử lý. Đấy. Rồi. Thì đây là chia sẻ các bạn này. Cái lần đầu tiên đó là cách đây khoảng một tháng, ngày 25 tháng 11 thì tôi rút được về 59 đô. Sau đó thì ngày 6 tháng 12,
6 đến tháng 12 đâu đó là khoảng 2 tuần sau đó thì cái số tiền tôi rút được về là 500 đô, gần 500 đô. Cũng được đúng không các bạn? Và đâu đó khoảng 1 tháng sau, gần 1 tháng sau thì tôi rút được thêm 1.300 đô nữa. Ok, thì đó là cái cách mà tôi đang chia sẻ với các bạn kiếm tiền đó. Rồi nếu như các bạn đã quan tâm về những cái cách kiếm tiền của tôi về sau này nữa thì các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của tôi để được nhận những video mới nhất. Trong năm 2020 này thì tôi sẽ đảm bảo và ra mắt nhiều thêm hình thức làm affiliate marketing, make money online và giúp cho các bạn nó có được thời gian nhiều hơn tự chủ về tài chính. Ok. Đó, theo cái công thức này này, hôm bữa tôi chia sẻ cho bạn công thức này đúng không nào? Công thức đây là 10 nhân 100, tức là giả sử đi bây giờ tôi có một cách kiếm được 100 đô thu nhập một ngày là đâu đó khoảng 2 triệu một ngày đúng không nào? Một tháng nhân ra là sẽ kiếm được khoảng đó là 60 triệu. Thế bây giờ các bạn muốn kiếm được 600 triệu một tháng đi thì như thế nào? Thì bây giờ tôi sẽ có 10 cách kiếm tiền khác nhau. Nên nó tôi sẽ không phụ thuộc vào một cái. Giả sử trước đây tôi chia sẻ về Vray, chia sẻ về Clickbank, tôi chia sẻ về Amazon, tôi chia sẻ về hình thức kiếm tiền với YouTube, tôi chia sẻ về những cái hình thức khác, ví giả sử đi Snapback đi chẳng hạn, thì rất là nhiều cách khác nhau nhưng không thiết là một cái nó phải là kiếm được rất nhiều, mà đây là tôi sẽ làm nhiều cái hình thức khác và biến nó thành những cái công cụ kiếm tiền, những cái cỗ máy kiếm ra được cái thu nhập cho mình. Đó, đó là những cái cỗ máy kiếm được thu nhập. Thì trong năm 2019 này thì tôi sẽ nỗ lực hết sức để mình ra được thêm nhiều những cái series, những cái video hướng dẫn về make money online cho các bạn. Để mục tiêu á, trong năm nay thì tôi sẽ tạo ra được khoảng 200 bạn có được thu nhập trên 1.000 đô la thu nhập một tháng. Thì nếu như các bạn đã mong muốn trở thành cái người mà được sự hỗ trợ, được sự hướng dẫn kèm cặp của tôi thì đừng quên nó comment phía bên dưới, đó là tôi muốn kiếm được 1.000 đô la thu nhập một tháng đó. Còn nếu như bạn nào mà đã kiếm được 1.000 rồi thì các bạn có thể đặt cho mình cái mục tiêu lớn hơn đó, và tôi tin chắc rằng cái việc là kiếm tiền ở trên internet nó bây giờ nó là một cái nó rất là minh bạch rồi, nó rất là rõ ràng rồi. Và những cái video mà tôi làm cho các bạn ở đây đó là những cái video mà tôi đang hướng dẫn trực tiếp thông qua cái máy tính của tôi không, và cũng không có cắt ghép, cũng không có F12 được ở đây. Các bạn nhìn thấy những cái này tôi đều refresh F5 hết cho các bạn đã nhìn thấy được những cái bằng chứng thực tế đó. Còn cái niềm tin ở đây á, thì các bạn có thể không tin tôi không, nhưng tôi cũng đã từng giúp được cho rất là nhiều người bạn có được cái thu nhập ở trên internet đó, và họ có được thay đổi cuộc sống, có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Ok, và trong năm nay á, thì tôi cũng chia sẻ với các bạn đó là tôi vẫn tiếp tục duy trì về những hình thức kiếm tiền từ trước giờ chia sẻ. Đâu đó tôi sẽ cập nhật thêm cho các bạn thêm những cái cách về 10 cách kiếm được tiền ở trên internet này, cũng như là về tôi sẽ đi sâu hơn về kiếm tiền với Clickbank. Thì các bạn hãy cùng đồng hành với tôi trong những video tiếp theo không, để được nhận những cái giá trị tuyệt vời tiếp nữa. Ok, và tôi tin chắc rằng cái sự kiên trì cũng như là cái sự nỗ lực của các bạn nó sẽ tạo được một cái thành công rất là lớn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, thì đừng quên bấm một nút like, comment phía bên dưới video nếu như bạn có bất kỳ một câu hỏi nào, và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại nhá.